Kính chào các đồng chí và quý vị đang theo dõi chương trình Quốc phòng toàn dân. Mở đầu chương trình như thường lệ, mời các đồng chí và quý vị cùng theo dõi phần tin hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh trong tuần qua. Trong hai ngày 8 và 9 tháng 10, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Long Điền năm 2019. Đến dự và chủ trì diễn tập có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh; ông Nguyễn Thành Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Với sự tham gia của nhiều lực lượng, phương tiện kỹ thuật, cơ sở vật chất, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Long Điền diễn ra trong 2 ngày 8 và 9 tháng 10. Cuộc diễn tập được chia theo hai giai đoạn: chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng an ninh giai đoạn 1, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ giai đoạn 2. Trong đó, phần thực binh đã diễn ra vào 8 giờ sáng ngày 9 tháng 10 với sự tham gia của hơn 400 người thuộc lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn huyện Long Điền. Tình huống giả định là thực hành bảo vệ mục tiêu trụ sở làm việc của cơ quan hành chính huyện Long Điền. Đối tượng tác chiến là các thế lực phản động kích động, lôi kéo người dân tổ chức biểu tình, bạo loạn. Trước tình hình này, lực lượng đại đội dân quân cơ động đã nhanh chóng có mặt phối hợp với lực lượng công an bố trí vật cản trước trung tâm hành chính huyện, đồng thời tăng cường quan sát, xử trí các tình huống. Mặc dù lực lượng vòng ngoài đã tích cực ngăn chặn, tuyên truyền giải tán đám đông, nhưng người biểu tình vẫn áp sát. Một số đối tượng quá khích ném gạch đá, chai xăng vào lực lượng chức năng, thậm chí lợi dụng sơ hở cầm hung khí xông vào bên trong trụ sở. Lực lượng dân quân đã trấn áp và bắt giữ các đối tượng xâm nhập. Sau gần một giờ, cuộc diễn tập đã thành công, thực hiện đúng yêu cầu đề ra và bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị. Theo tôi, những tình huống đưa ra có nó sát với thực tế. Hiện nay, chúng tôi rút được nhiều kinh nghiệm về thực tế. Nếu có xảy ra thì chúng tôi sẽ xử lý linh hoạt hơn và thuần thục hơn. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo diễn tập, cuộc diễn tập là cơ sở quan trọng để tỉnh xây dựng, củng cố và tăng cường các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, đồng thời bổ sung xây dựng các phương án tác chiến sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Phát biểu tại lễ bế mạc, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh đã ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cấp lãnh đạo, chỉ huy, lực lượng thực binh tại các khu diễn tập. Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh và các thành phần khu diễn tập huyện đã rút ra kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo từ khâu xây dựng kế hoạch, văn kiện đến vận hành cơ chế và thực hành diễn tập. Vừa qua 2 ngày thực hành diễn tập, thì đến nay một diễn tập khu vực phòng thủ huyện Long Điền năm 2019 đã bảo đảm thực hiện theo như cái thời gian và nội dung quy định đã đề ra. Sau cái đợt này, tôi đề nghị là huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban toàn tổ quốc, huyện cùng với các ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang của huyện Long Điền tiếp tục nghiên cứu bổ sung hoàn chỉnh các phương án tác chiến khu vực phòng thủ, bảo đảm sát thực tế và khả năng thực tế của huyện. Kết thúc diễn tập, Ủy ban nhân dân huyện Long Điền đã trao giấy khen cho 5 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ của huyện năm 2019. Đảng ủy quân sự tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 39 ngày 18 tháng 8 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay. 5 năm qua, Đảng ủy quân sự tỉnh đã lãnh đạo chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện cơ bản nội dung theo tinh thần chỉ thị số 39, xác định công tác bảo vệ chính trị nội bộ là một bộ phận quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị, có ý nghĩa sống còn trong công tác xây dựng đảng. Do đó, các cấp ủy đảng đã nghiêm túc quán triệt và đề ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả chỉ thị, thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động xâm nhập vào nội bộ, các biểu hiện tiêu cực, mất cảnh giác, mất an toàn. Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh còn thực hiện tốt công tác thẩm tra, xác minh, rà soát, kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ đảng viên tham gia cấp ủy, làm cán bộ chủ chốt, công tác trong cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật. Để hoàn thành yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới,
Thời gian tới, Đảng ủy quân sự tỉnh sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện phương châm lấy chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, tự bảo vệ mình là chính. Thường xuyên rà soát, quản lý chặt chẽ nội bộ, kịp thời phát hiện những vấn đề nảy sinh, xử lý vụ việc thận trọng, bảo đảm đúng quy định, góp phần bảo vệ tổ chức cơ sở đảng trong lực lượng vũ trang tỉnh đoàn kết, thống nhất, vững mạnh về chính trị. Nhằm nâng cao ý thức thực hiện nhiệm vụ cũng như hoàn thiện các kỹ năng trong công tác bảo quản vũ khí, thiết bị tại các kho, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tổ chức hội thi kho quân khí tốt, thủ kho quân khí giỏi. Các thí sinh về dự thi năm nay là thủ kho của các cơ quan quân sự 8 huyện, thị, thành phố và trung đoàn binh đạm, trường quân sự thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Các thí sinh tham gia tranh tài ở các nội dung thi lý thuyết chuyên môn nghiệp vụ ngành. Phần thi thực hành gồm quy hoạch, sắp xếp bảo dưỡng, bảo quản, niêm cấp vũ khí trang bị, đạn dược trong nhà kho, công tác quản lý vũ khí trang bị, sổ đăng ký thống kê vũ khí trang bị, đạn dược trong kho theo mẫu biểu, công tác phòng giam bảo mật, công tác phòng chống cháy nổ, dụng cụ trang thiết bị chữa cháy tại chỗ, hệ thống chống sét nhà kho, dụng cụ trang thiết bị phục vụ bảo đảm công tác kỹ thuật. Các nội dung về thực hành làm kế hoạch năm, kế hoạch phòng chống cháy nổ, kế hoạch thực hiện ngày kỹ thuật và nhiều nội dung thiết thực khác của ngành kỹ thuật quân đội. Hội thi nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ chỉ huy điều hành, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ nhân viên ngành kỹ thuật, tạo sự chuyển biến trong công tác quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật, bảo đảm cho việc thực hiện công tác kỹ thuật ở các cơ quan đơn vị, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngành và tác phong công tác của đội ngũ thủ kho, làm chuyển biến rõ rệt nhận thức về điều lệ công tác kỹ thuật cũng như thực hiện tốt cuộc vận động 50 về quản lý khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang tỉnh. Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Châu Đức vừa tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2020 cho nam thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ tại trạm y tế xã Cù Bị. Đợt này, toàn xã có 98 thanh niên đủ điều kiện khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2020. Ngay trong ngày khám sơ tuyển, cơ bản thanh niên đã tập trung đến khám và chấp hành tốt các yêu cầu khám tuyển, thể hiện được trách nhiệm của người thanh niên đối với tổ quốc. Trong những năm qua, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ của xã Cù Bị luôn được cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả thiết thực. Ban Chỉ huy quân sự xã đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy chính quyền, phối hợp chặt chẽ đồng bộ với các ban ngành đoàn thể, các ban ấp, thực hiện tốt các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân, bảo đảm dân chủ công khai, công bằng, đúng luật, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Thưa các đồng chí và quý vị, xác định việc đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng là một trong những giải pháp quan trọng, góp phần củng cố xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, bảo đảm yêu cầu sẵn sàng chiến đấu, cũng như thực hiện các nhiệm vụ được giao. Ban Chỉ huy quân sự tiểu đoàn 792, Ban Chỉ huy quân sự huyện Côn Đảo đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng trong đơn vị, triển khai các kế hoạch, đổi mới hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện phong trào thi đua quyết thắng, phù hợp với chức năng nhiệm vụ, cũng như tình hình hoạt động của đơn vị. Với những cách làm hay thiết thực và phù hợp, phong trào thi đua quyết thắng của tiểu đoàn đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đóng góp chung vào thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Đây cũng là nội dung mà chúng tôi đề cập đến trong phần cuối của chương trình Quốc phòng toàn dân kỳ này. Mời các đồng chí và quý vị cùng theo dõi. Ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, mở đầu cho phong trào thi đua yêu nước của cả dân tộc ta nói chung, phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang nói riêng. Việc sản sinh ra các phong trào thi đua yêu nước nói chung, phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang nói riêng cũng chính là sự khẳng định vị trí, vai trò quan trọng và tác dụng to lớn của phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong sự nghiệp cách mạng của đảng, của dân tộc và của quân đội ta. Với lực lượng vũ trang Bà Rịa Vũng Tàu, xác định phong trào thi đua quyết thắng chính là động lực để thúc đẩy các phong trào thi đua trong toàn lực lượng ngày càng sôi nổi và đi vào thực chất. Những năm qua, Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã có nhiều hoạt động để từng bước hiện thực hóa các tiêu chí, yêu cầu của phong trào gắn với các nội dung thi đua, các nhiệm vụ cụ thể của từng cá nhân, tập thể phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị. Từ phong trào, nhiều cá nhân, tập thể điển hình đã được phát hiện, kịp thời tuyên dương, khen thưởng và trở thành những tấm gương
là nguồn động viên để cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng quyết tâm ra sức thi đua học tập, rèn luyện, góp phần cùng địa phương, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tiểu đoàn 792, Ban Chỉ huy quân sự huyện Côn Đảo là một trong những đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh. Là đơn vị công binh công trình, thực hiện nhiệm vụ xây dựng thi công công trình quân sự phòng thủ trên đảo, kết hợp với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị nền nếp chính quy, vững mạnh toàn diện. Phong trào thi đua quyết thắng có vai trò như là động lực để thúc đẩy cán bộ chiến sĩ đơn vị nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong những năm qua thì tiểu đoàn 792 công binh công đảo ngoài công việc chuyên môn là xây dựng công trình và xây dựng nền nếp chính quy thì đội ngũ cán bộ từ tiểu đoàn đến các cái trung đội và cả hạ sĩ quan chiến sĩ đều có cái tinh thần trách nhiệm rất là cao trong cái công tác quản lý xây dựng nền nếp chính quy và thi công công trình đều đảm bảo an toàn tuyệt đối và đạt cái hiệu quả rất cao. Qua trong những năm qua thì Đảng ủy Ban Chỉ huy đã đánh giá về cái tinh thần trách nhiệm và cái việc làm của tiểu đoàn 792 là hoàn toàn xứng đáng là đơn vị quyết thắng trong những năm liền. Với đặc thù nhiệm vụ là đảm nhận công tác thi công công trình trong điều kiện thời tiết khí hậu khắc nghiệt, địa hình dốc núi hiểm trở, môi trường lao động vất vả, nặng nhọc, độc hại, thường xuyên tiếp xúc với vật liệu nổ nguy hiểm, dễ xảy ra mất an toàn. Trong khi hầu hết chiến sĩ trước khi nhập ngũ đều là học sinh mới rời khỏi nhà trường, nhiều đồng chí lần đầu tiên xa gia đình, chưa quen lao động nặng nhọc, nên khi được biên chế về đơn vị, các chiến sĩ đều ái ngại lo lắng. Để giúp cán bộ chiến sĩ trong đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng để vượt qua khó khăn, thiếu thốn luôn là vấn đề đơn vị quan tâm. Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị đề ra, Ban Chỉ huy tiểu đoàn đã tổ chức quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, kế hoạch của chỉ huy các cấp đến từng cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Đồng thời, đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thông đơn vị của lực lượng công binh để từng bước nâng cao vai trò trách nhiệm cũng như ý thức trách nhiệm của từng cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Ban Chỉ huy đơn vị cũng thường xuyên bám sát đời sống của cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là các chiến sĩ trẻ để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của từng người, qua đó động viên những cá nhân có biểu hiện ngại khó, sợ khổ, cũng như đề xuất Ban Chỉ huy có những hỗ trợ đối với các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn. Mặt khác, Ban Chỉ huy đơn vị cũng chú trọng công tác giáo dục nhận thức tư tưởng đúng đắn cho mọi quân nhân với các phương pháp đa dạng và linh hoạt, kịp thời giải quyết tốt các tư tưởng tiêu cực nảy sinh, tạo sự gắn bó trách nhiệm xây dựng đơn vị trong mỗi thành viên trong tiểu đoàn. Trong đó, phát huy tốt tinh thần tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, cán bộ chỉ huy. Để đạt được kết quả đó thì đơn vị thường xuyên giáo dục cho chiến sĩ của đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Trong điều kiện là thi công trình gian khổ thì anh em đã có những cái nỗ lực cố gắng. Đấy, từ đó là đạt được hiệu quả rất cao. Đơn vị thường xuyên tổ chức là phát động phong trào thi đua để khích lệ tinh thần anh em trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trong những lúc khó khăn, gian khổ, rồi là tổ chức viết các cái bài đăng ký quyết tâm của chiến sĩ để từ đó anh em nhận thức được là cái trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ của đơn vị. Về bản ủy ban chỉ huy tiểu đoàn này thường xuyên là khích lệ anh em có những cái sáng kiến trong mô hình học cụ, trong huấn luyện cũng như trong thi công trình để bảo đảm là góp phần cho đơn vị là hoàn thành xuất sắc. Bên cạnh yêu cầu nhiệm vụ, đơn vị cũng còn quan tâm đến hoạt động tăng gia sản xuất, cải tạo cảnh quan để xây dựng môi trường văn hóa tại đơn vị. Sau những giờ huấn luyện, lao động căng thẳng mệt mỏi, hoạt động chăm sóc vườn tăng gia hay thư giãn cùng đồng đội bên những chậu cây cảnh, những buổi sinh hoạt văn hóa văn nghệ là khoảng thời gian nhiều ý nghĩa với các chiến sĩ trẻ. Những hoạt động này giúp các chiến sĩ lấy lại năng lượng cả về thể chất cũng như tinh thần để tiếp tục cho những nhiệm vụ tiếp theo. Để xây dựng đơn vị thi đua quyết thắng nhiều năm liền, mỗi bản thân chúng tôi là phải hưởng ứng tích cực mọi phong trào do Ban Chỉ huy tiểu đoàn đơn vị đề ra. Riêng bản thân tôi luôn làm tốt mọi nhiệm vụ của cấp trên đề ra, đặc biệt là thi công công trình. Anh em trong đơn vị là lúc nào cũng đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong mọi công việc. Bản thân tôi là rất là đầu tiên vào đơn vị còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng mà dần quen
với đơn vị, quen với công việc của cấp trên giao, tôi đã an tâm tư tưởng và xuất sắc cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà cấp trên đề ra. Thấm nhuần lời dạy của Bác, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 792 đã và đang từng bước đưa phong trào thi đua quyết thắng vào từng nhiệm vụ, công việc hàng ngày trong từng phần việc. Từ hiệu ứng của phong trào đã góp phần tạo sự chuyển biến về ý thức của mỗi cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị. Chương trình Quốc phòng toàn dân kỳ này đến đây cũng tạm khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí và quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.